Hello, chào anh em này ha. Hôm nay về được một cặp loa hiệu to siêu vip nha anh em, Bass 50. Thùng loa rất gọn nha, hiệu to anh em, rất gọn luôn. Đó, nhìn này. Đó, anh em nhìn mặt đã chưa? Này góc hơi tối nha anh em. Đó, nhìn bề ngoài ha, đẹp chưa? Đẹp xuất sắc nha. Đó. Loa này tính ra một cái nó khoảng 40 kg nha anh em. Rất nặng nha, nặng khiếp à. Và đây là em tháo về bên trong cho anh em xem coi cái lò súp này ha. Đó, nói chung lò này đẹp cực kỳ đẹp nha anh em, đẹp như trong hùng luôn, phải nó mới thật sự luôn. Lò to này quá mới này ha, màng này đẹp ghê chưa. Thì em tháo một cái hai cái bên kia cũng gan nha anh em. Bây giờ bắt đầu em sẽ tháo cái bên cũ lò cho anh em coi nha, cái súp này khủng lắm. Rồi đây là em quay về phía bên trong cái lò súp nha anh em, cũ lò này anh em nhìn cực kỳ gấu không. À, hơn 1 gang tay nha. Đó, nói chung lon này đẹp như trong thùng anh em, 7 màu luôn. À, thấy không? Sừng gắn đúc anh em dày, cực kỳ dày ha. Màng này quá mới luôn. Cũ này là cái lo bát này nặng dữ lắm, nặng nha anh em, nặng kinh luôn á. Đây, còn nó đây nè, rất đẹp nha. Bên trong cái thùng này ha. Thì súp là nó gì anh em đi trực tiếp, nó không qua, nó không có qua phân tầng gì đâu. Anh em ha. Đó. Đây cái lô súp này là đúp 46 UL2 anh em. 8 này nó là dòng hết số nó nha anh em. UL2 là dòng series 2 là hết số nó nè. Súp này anh em chơi hòm miếng bàn miếng suy nghĩ nha anh em. Cặp này súp này một cái lô bát này chỗ khoảng mười mấy ký nha, nặng khủng á. Rồi đây là em quay về bên trong anh em ha. Rồi cái lo này 4 lỗ thông hơi nha anh em, nhìn nè, nó một gang tay với một nạm này ha, chiều lên ha, ghê không. Cái lo này bề ngang đo một gang ha, 22 gang mấy ha, chiều cao lên ha, 1 ha 2 ha 3 ha. Đó, anh em nào làm được cái súp này thì miễn bàn nha, cực chết gấu, cực gấu luôn nha. Miếng cao su nè, đúng luôn. Và sau đây thì em quay về khúc phía sau anh em ha. Đây bên hông nó nha, có hai cái tay nha anh em, mỗi bên đều hai cái nha. Đó, đây là phía sau có cái lò súp nè. Đó, cái thông số này anh em, model SW46S UL2, công suất 720 W, lò 8 ohm, hàng gia băng. Đó, đây có chạm xài chạm canon với chạm bắt ốc ha. Đó, súp này anh em mà chơi hỏi suy nghĩ nha anh em. Tính ra cái này mà mầm theo em nên là thực tế nó từ giá 50 kg nha anh em, một cặp này là 100 kg nha, có thể trên luôn nha, từ trên không có dưới nha, tại nó nặng, rất nặng, hai người ginh mới nổi á. Rồi anh em nào nhu cầu cần cặp cái súp này chơi gia đình thôi ok nha, hàng gấu nhất của gì của hãng to, gấu nhất luôn, vip nhất luôn nha anh em, Bass 50. Rồi em kết thúc video, chào anh em.